Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin y tế ngày 31 tháng 3 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Thanh niên 28 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ được phát hiện viêm cơ tim cấp. Người phụ nữ đau đầu suốt 3 ngày phát hiện tụ máu ngoài màng cứng tủy sống. Tai nạn thập tử nhất sinh vì bị ngạnh cá trê đâm vào tay. Người phụ nữ 72 tuổi phát hiện vòng tránh thai đi lạc trong ổ bụng hơn 40 năm. Bệnh nhi 13 tuổi mắc hội chứng khiến nổi mụn mủ toàn thân vì tự mua thuốc long đờm. Phẫu thuật khối u gần 1 kg cho bệnh nhân đa nhân xơ tử cung. Hồi sinh bệnh nhi 9 tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối nhờ ghép thận. Nhật Bản đã tìm ra chất nghi gây độc khiến 5 ca tử vong. Thưa quý vị, viêm cơ tim là tình trạng viêm đi kèm theo các hoại tử các tế bào cơ tim. Bệnh thường diễn tiến rất nhanh và nguy cơ dẫn đến tử vong là khá cao. Đối tượng dễ mắc bệnh viêm cơ tim là trẻ em. Tuy nhiên, bệnh lý này lại được phát hiện một cách bất ngờ ở một người trưởng thành hoàn toàn khỏe mạnh như trường hợp sau đây. Thanh niên 28 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh, rất ít khi đau ốm. 3 ngày trước khi vào viện xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Đến ngày thứ tư thì bị ngất tại nơi làm việc và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng Vĩnh Bảo. Sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, biến chứng rối loạn nhịp tim, viêm phổi và tiếp tục được theo dõi tại khoa tim mạch. Sau điều trị tích cực một ngày tại đây, tình trạng khó thở của bệnh nhân tăng lên, vật vã, kèm đau ngực hai bên, điện tim biến đổi nhịp thất nguy hiểm nên được chuyển khoa hồi sức tích cực. Thời điểm này, bệnh nhân gọi thì nhận biết nhưng mệt nhiều, nói từng từ ngắt quãng khó khăn. Đánh giá tình hình sức khỏe, bệnh nhân diễn biến xấu, kíp cấp cứu đã thực hiện cận lâm sàng chụp X quang và điện tâm đồ. Kết quả cho thấy hình ảnh mờ lan tỏa hai trường phổi, bóng tim to, nhịp nhanh thất. Qua kết quả trên, bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim cấp, biến chứng rối loạn nhịp thất nguy hiểm, viêm phổi và cho đặt nội khí quản, thở máy, an thần, giãn cơ. Sau khi hội chẩn với phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, giám đốc trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện quyết định sử dụng kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đang được can thiệp ECMO ngày thứ tư. Sau khi chạy ECMO, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, bệnh nhân đã an thần thoải mái, lọc máu liên tục. Hậu quả của viêm cơ tim là đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi các dấu hiệu lâm sàng ban đầu, viêm cơ tim cấp thường khá nhẹ và mơ hồ, rất khó phát hiện. Do đó, bệnh nhân và người nhà dễ dàng chủ quan bỏ qua hoặc bị nhầm lẫn dấu hiệu viêm cơ tim với các bệnh khác như cảm sốt. Chính vì vậy, khi nhận thấy điều bất thường nào của cơ thể hoặc nghi ngờ triệu chứng của bệnh viêm cơ tim, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị sớm. Máu tụ ngoài màng tủy tự phát là sự tụ máu trong khoảng trống nằm giữa màng cứng và xương. Đây là bệnh lý hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở 1 trên 1 triệu người. Người bệnh sau đây là trường hợp thứ 2 được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và là trường hợp đầu tiên điều trị bằng phương pháp nội soi. Bà M, 64 tuổi, đau đầu, tê bì, yếu liệt tay chân suốt 3 ngày, nguy cơ bị liệt, đi khám bác sĩ phát hiện tụ máu ngoài màng cứng tủy sống. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Anh, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, máu tụ ngoài màng tủy tự phát là sự tụ máu trong khoảng trống nằm giữa màng cứng và xương. Đây là bệnh lý hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở 1 trên 1 triệu người. Ước tính chiếm khoảng 0,3 đến 0,9% các tổn thương ngoài màng cứng. Riêng tại Bệnh viện Tâm Anh, thành phố Hà Nội, ghi nhận 2 ca kể từ khi thành lập và đây là trường hợp đầu tiên điều trị bằng phương pháp nội soi. Theo tiến sĩ Đức Anh, người bệnh không mắc bất kỳ bệnh nền nào, không sử dụng thuốc chống đông, tình trạng đau đầu xuất hiện cách đây vài tháng. Bà M đã đi khám 2 bệnh viện trước đó và được chẩn đoán đau dây thần kinh chẩm trái. Bác sĩ cho thuốc uống nhưng tình trạng tê bì tay chân không cải thiện. Kết quả chụp MRI cho thấy khối máu tụ lớn ở vùng cổ kéo dài 6 cm từ đốt sống C3 đến C7 gây phù tủy cổ. Qua khai thác tiền sử bệnh lý, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc máu tụ ngoài màng tủy tự phát, tức là không rõ nguyên nhân. Bác sĩ chỉ định người bệnh phẫu thuật nội soi để loại bỏ khối máu tụ, giảm chèn ép cho tủy sống. Tiến sĩ Đức Anh đánh giá, bệnh của bà M đã bước vào giai đoạn nguy hiểm, khối máu tụ có thể gây chèn ép tủy sống khiến người bệnh khó thở, suy hô hấp, nguy cơ tổn thương tủy cổ, liệt tứ chi, thậm chí liệt nửa người nếu không điều trị. Các bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật nội soi loại bỏ khối máu tụ. Qua vết mổ có kích thước nhỏ khoảng 3 cm, bác sĩ đưa thiết bị chuyên dụng tiếp cận vùng cột sống chứa máu tụ. Màn hình nội soi phóng đại vùng tổn thương giúp bác sĩ quan sát rõ và loại bỏ toàn bộ khối máu tụ, giải phóng tủy sống và dây thần kinh bị chèn ép. Máu tụ ngoài màng tủy nếu không được phát hiện và kiểm soát tốt có nguy cơ tiến triển chèn ép vào tủy sống và các dây thần kinh gây tổn thương khó hồi phục. Để phòng tránh bệnh hiệu quả, bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Người có tiền sử mắc các bệnh lý nền thần kinh cột sống, tăng huyết áp, sử dụng thuốc chống đông nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và chủ động tái khám sức khỏe định kỳ. Người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ tổn thương cột sống ngay lập tức đi khám, chụp phim MRI để loại trừ những tổn thương nguy hiểm. Bệnh nhân 57 tuổi được một cơ sở y tế khác chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào tay phải.
Đáng chú ý, nguyên nhân đến từ ngạnh cá trê đâm vào mu bàn tay. Theo lời kể của gia đình người bệnh, bệnh nhân làm nghề bán cá, cách vào viện 7 ngày, bệnh nhân bị ngạnh cá trê đâm vào mu bàn tay. Sau một ngày xuất hiện sốt, phỏng nước vàng tại vùng tổn thương ở mu tay, đau nhiều, lan nhanh chóng lên vùng cẳng bàn tay phải. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế và được chẩn đoán viêm mô bào tay phải. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân có tiền sử viêm khớp dạng thấp nhiều năm, uống thuốc nam thường xuyên. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết đường vào da và mô mềm theo dõi Vibrio, theo dõi tiền sốc nhiễm khuẩn. Bác sĩ đã giải thích tình trạng bệnh nặng, nguy cơ phải can thiệp xâm lấn. Thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Bắc, phó trưởng khoa cấp cứu cho biết, bệnh nhân tuy chưa có kết quả cấy nhưng với bệnh cảnh lâm sàng phù hợp nhiễm vi khuẩn Vibrio, hiện chúng tôi đã cùng hội chẩn với các bác sĩ khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình và thần kinh cột sống can thiệp tối thiểu cho bệnh nhân. Để tránh những trường hợp đáng tiếc, bác sĩ khuyến cáo đối với bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch như xơ gan, tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, đặc biệt là các bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, thuốc nam không rõ nguồn gốc thì nguy cơ làm cho tình trạng suy giảm miễn dịch nặng hơn. Nếu có vết thương phải xử lý đúng cách. Thậm chí những người làm nghề tiếp xúc với cá, chăm sóc động vật, tiếp xúc với môi trường nước phải đeo găng tay dày để tránh xây xước lây nhiễm vi khuẩn. Khi bị xây xước thì không nên chủ quan, phải sát khuẩn ngay. Khi có biểu hiện bệnh thì phải đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Đặt vòng tránh thai là biện pháp tránh thai tạm thời dành cho nữ, hiệu quả cao, dễ thực hiện, tiết kiệm và có tác dụng tốt trong nhiều năm. Tuy nhiên, vòng tránh thai có thể gây vài biến chứng như rong kinh, đau thắt lưng, đặc biệt là đi lạc chỗ. Nếu để lâu, vòng tránh thai có thể đi xuyên qua tử cung, vào ổ bụng và gây biến chứng như áp xe ổ bụng, đâm thủng ruột, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết. Trường hợp sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của vòng tránh thai đi lạc. Bệnh nhân 72 tuổi ở Hà Nội thường xuyên bị đau bụng, đi khám siêu âm không thấy gì bất thường, soi dạ dày và đại tràng có viêm nhẹ nên điều trị bằng uống thuốc nhưng không đỡ. Gần đây, bệnh nhân thấy đau nhiều hơn, buồn nôn, sốt nhẹ nên vào bệnh viện Hữu Nghị khám và chụp phim cắt lớp, thấy có hình ảnh dụng cụ tránh thai nằm ra ngoài tử cung trong ổ bụng. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi, quá trình phẫu thuật cho thấy vòng tránh thai lạc vào trong ổ bụng, bám chặt vào mạc nối, đại tràng và ruột non, tạo thành ổ áp xe. Các bác sĩ đã tiến hành lấy vòng tránh thai và làm sạch ổ bụng. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo và hồi phục tốt. Bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai trên 40 năm và cũng không đi khám kiểm tra về phụ khoa. Những năm gần đây, bà hay đau bụng và chỉ siêu âm và nội soi dạ dày đại tràng. Lần này, sau khi chụp cắt lớp ổ bụng, bà rất bất ngờ khi được các bác sĩ thông báo về nguyên nhân gây đau bụng nhiều năm của mình. Bác sĩ Hoàng Việt Dũng, trưởng khoa ngoại tổng hợp, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, trường hợp vòng tránh thai di chuyển vào bụng là ít gặp. Trường hợp này, chiếc vòng đi lạc khỏi vị trí ban đầu nhiều năm nhưng không được phát hiện. Bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo phụ nữ nên đặt vòng ở cơ sở y tế uy tín do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện, khám kiểm tra định kỳ tại cơ sở y tế để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, vệ sinh để tránh viêm nhiễm cũng như phát hiện sớm vòng lạc chỗ. Ngày 29 tháng 3, Trung tâm Y tế Hải Hà Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi 13 tuổi bị mụn mủ toàn thân do dùng thuốc. Đây là thể dị ứng hiếm gặp, 90% gây ra do thuốc, có thể dẫn đến tử vong. Bệnh nhi 13 tuổi nhập viện trong tình trạng nổi mụn mủ toàn thân ngày thứ hai. Qua khai thác bệnh sử, phát hiện người bệnh viêm đường hô hấp, tự đến quầy thuốc mua thuốc không rõ loại, được cho là kháng sinh. Sau dùng thuốc một ngày, trẻ xuất hiện mảng đỏ da tăng dần. Sau đó, bề mặt da có nhiều mụn mủ, kích thước 2-3mm, phân bố đối xứng hai bên ở da đầu, ngực, lưng, chân, tay, ngoài ra không sốt. Không ghi nhận khác ở lưỡi, đau khớp cũng như bệnh lý nền khác. Qua hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa da liễu, người bệnh được chẩn đoán hội chứng mụn mủ ngoại ban toàn thân cấp tính AGEP. Được xử trí biện pháp chăm sóc hỗ trợ tại bệnh viện, bao gồm bù dịch và điện giải, corticosteroid toàn thân và tại chỗ, thuốc kháng histamine đường uống, được tư vấn về bệnh, không tái sử dụng các thuốc đã dùng trước đó. Sau 3 ngày theo dõi, hầu hết mụn mủ, hồ mủ chóc bong nhiều vầy, không nổi thêm sang thương mới. Bệnh nhân được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Dị ứng thuốc là phản ứng quá mức bất thường có hại cho người bệnh khi dùng hoặc tiếp xúc với thuốc. Vì vậy, người bệnh cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Đối với những người có tiền sử dị ứng, cần báo cáo với bác sĩ rõ ràng để được chỉ định những loại thuốc phù hợp, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ngày 30 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Thành Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công loại bỏ khối u nặng 900 g cho người phụ nữ 57 tuổi. Bà T đến khám tại Bệnh viện Thanh Vũ trong tình trạng đau bụng nhiều, da huyết bất thường. Bà T có tiền sử đã từng mổ ruột thừa và mổ viêm xoang, bệnh lý nền tăng huyết áp đã 12 năm. Gần đây, bệnh nhân đau bụng nhiều, uống thuốc giảm đau không khỏi nên nhập viện điều trị.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó giám đốc bệnh viện Thanh Vũ cho biết, qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán đa nhân xơ tử cung to, thiếu máu mức độ trung bình, tăng huyết áp. Người bệnh được chỉ định chuyển hai đơn vị hồng cầu lắng O cộng sử dụng thuốc hạ huyết áp. Sau chuyển máu, bà T được phẫu thuật cắt toàn phần tử cung và hai phần phụ, loại bỏ khối u nặng 900 gram có nhiều nhân xơ. Ca phẫu thuật hoàn thành trong 2 giờ, hiện sức khỏe bệnh nhân T đã ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới. U xơ tử cung là những khối u lành tính, tuy nhiên nếu không được phát hiện sớm và theo dõi can thiệp phù hợp, u xơ tử cung có thể gây nhiều biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người phụ nữ. Vì vậy các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản và mãn kinh nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường ở tử cung. Ngoài ra cần lưu ý không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo có thể mắc u xơ tử cung để có biện pháp theo dõi và can thiệp kịp thời. Bệnh nhi 9 tuổi suy thận mạn giai đoạn cuối đã được hồi sinh trong niềm hạnh phúc của gia đình nhờ ca ghép thận của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương. Tính từ năm 2004 đến nay, đây là ca ghép thận thành công thứ 62 tại đây. Bệnh viện Nhi Trung ương đã thành công ca ghép thận hồi sinh cuộc đời cho bé gái 9 tuổi bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Bệnh nhi là bé gái NA, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã 9 tuổi nhưng bé NA chỉ nặng 22 kg, cao 1m24, thấp bé hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Cách đây 1 năm, bé NA được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối kèm theo tăng huyết áp, suy tim và điều trị lọc máu chu kỳ 3 lần một tuần tại khoa thận và lọc máu Bệnh viện Nhi Trung ương và chờ đợi thận hiến phù hợp. Theo bác sĩ Trương Thúy Linh, khoa thận và lọc máu Bệnh viện Nhi Trung ương, bé NA phải mất gần 1 năm mới đủ điều kiện sức khỏe, các chỉ số ổn định, chức năng tim mạch, nội tiết trong giới hạn cho phép để có thể ghép thận. Trước ca ghép thận, bệnh nhi NA được hội chẩn bệnh viện dưới sự chủ trì của tiến sĩ bác sĩ Cao Việt Tùng, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các chuyên khoa trong bệnh viện như là ngoại tiết niệu, tim mạch, thận và lọc máu, gây mê hồi sức ngoại, nội tiết, chuyển hóa, di truyền, chẩn đoán hình ảnh, ngân hàng máu, sinh thiết, huyết học để đảm bảo các quy trình trước, trong và sau ghép được kiểm soát chặt chẽ nhất. Sáng ngày 11 tháng 3, hai cuộc mổ lấy thận và ghép thận được tiến hành song song, đảm bảo thận lấy ra phải được ghép kịp thời. Trải qua 5 giờ thực hiện, với mọi quy trình tỉ mỉ và chính xác, ca phẫu thuật ghép thận đã thành công, thận phải ngay sau khi được ghép hồng hào, tưới máu tốt và bắt đầu có nước tiểu. Sau 7 ngày ghép thận, tình trạng bệnh nhi ổn định, tiểu tốt, các chỉ số sinh hóa về chức năng thận, nội tiết trở về giới hạn bình thường, huyết áp được kiểm soát, các vấn đề về tim mạch cũng sẽ cải thiện dần khi sức khỏe của trẻ tiến triển. Hiện bệnh nhi NA đã được ra viện trong niềm hạnh phúc, phấn khởi của gia đình và các y bác sĩ. Công tác ghép tạng ở Việt Nam nói chung, trong đó có ghép thận được triển khai theo chiều hướng ngày càng phát triển và chuyên sâu để bắt kịp ngang hàng với những tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên hiện nay, nguồn hiến ghép tạng nói chung và nguồn hiến thận nói riêng chủ yếu vẫn là người cho sống. Trong khi đó, việc người hiến thận sống sau khi hiến đòi hỏi theo dõi chăm sóc sức khỏe, ít nhiều gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Bởi vậy, cần tăng nguồn hiến tạng từ những người chết não để thêm cơ hội cứu sống nhiều người thân. Đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản đã ghi nhận 5 ca tử vong và 114 ca nhập viện liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của Kobayashi. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 3, hãng dược trên cho biết, mặc dù họ bắt đầu tìm ra nguyên nhân của các vấn đề sức khỏe, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để xác định chính xác nguồn gốc. Mới đây, hãng dược Kobayashi cho biết họ phát hiện axit puperulic trong một thực phẩm chức năng liên quan tới các trường hợp tử vong và nhập viện gần đây. Axit puperulic, một hợp chất tự nhiên do nấm mốc xanh tạo ra, đã được phát hiện trong thực phẩm chức năng và có thể có mối liên hệ với các vấn đề về sức khỏe. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, axit puperulic là chất kháng sinh chống sốt rét, có thể gây độc. Tới nay, Nhật Bản đã ghi nhận 5 ca tử vong và 114 ca nhập viện liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ của Kobayashi. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 3, hãng dược Kobayashi cho biết, mặc dù họ bắt đầu tìm ra nguyên nhân của các vấn đề về sức khỏe, nhưng vẫn cần nhiều việc phải làm để xác định chính xác nguồn gốc. Hãng cho biết sẽ hợp tác với Bộ Y tế và Viện Khoa học Y tế Quốc gia để xác định chất độc hại càng nhanh càng tốt. Hãng dược thừa nhận rằng dây chuyền sản xuất gạo men đỏ của họ không đạt chứng nhận thực hành sản xuất tốt GMP áp dụng cho các dược phẩm. Bộ Y tế Nhật Bản khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đạt chứng chỉ GMP, nhưng đây chưa phải yêu cầu pháp lý. Tuy nhiên, nhà máy của Kobayashi đã có một loại chứng nhận an toàn thực phẩm khác từ chính quyền Osaka. Nhà máy ở Osaka, nơi sản xuất các lô hàng được đề cập, từng gặp sự cố nhỏ trước đây khi các chất lạ lọt vào dây chuyền sản xuất. Cơ sở trên đã đóng cửa từ tháng 12 năm 2023, nhưng ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế và chính quyền địa phương vẫn quyết định tới kiểm tra do bê bối ngày càng lan rộng. Chủ tịch Akihiro Kobayashi đã gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến khách hàng và các đối tác kinh doanh của hãng, cả ở Nhật Bản và nước ngoài, vì đã gây ra vấn đề xã hội nghiêm trọng này. Kobayashi bị chỉ trích vì phản ứng kém trước vụ việc nghiêm trọng,
hãng nhận được báo cáo từ bác sĩ rằng một bệnh nhân phải nhập viện với các triệu chứng rất có thể liên quan tới thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ vào giữa tháng 1. Tuy nhiên, tới tháng 2, họ vẫn chưa có hành động cụ thể với lý do không có đủ thông tin để đưa ra lệnh thu hồi. Đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.